Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu với sen nhành bé gái và chú thỏ nhé. Cùng bắt đầu tô màu của mình nhé. Sen đâu mình sẽ tô màu đỏ. Mái tóc màu đen, chiếc váy của bé gái mình sẽ tô màu xanh nước biển, cái này phải màu hồng. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh nhành bé gái.
đang cầm quyển sách và có một chú thỏ bên cạnh. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình.